Cái quấn đó. Các bạn trong quá trình xem live ủng hộ mình thì thả thật là nhiều tim nhé và đồng thời tương tác với mình um, nếu có bất cứ một cái câu hỏi gì và liên quan đến kiến thức này, ấy, rồi là phương pháp học hay là IELTS tiếng Anh thì các bạn cứ thấy comment ra nhé, mình đọc được mình sẽ trả lời ngay Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu nào Hôm qua cái... Um, uh, so let's just, let's just pick up where we left off, ok? Uh, hôm qua mình đang ở trang 137. Đấy và đang nói về cái con gia tinh của ông Mr. Crouch, cái con uh, Winky. Đấy và nào chúng ta bắt đầu nhé trang 138 này. His slave you mean? said Harmony. Uh, Her voice, her voice rising shrilly because he didn't pay Winky did he? Ý của ông là có phải là cái người nô lệ của ông ấy không? Của ông Crouch, của ông Crouch hay không? slave thì đó là kiểu như người hầu hoặc là nô lệ rồi đúng không? Set con bé này nó nói này. Giọng của nó thì dâng lên hoặc là kiểu tăng cái âm lượng lên một cách nó rất là the thé, chói tai. Đấy thì từ rise đó là kiểu tăng lên đúng không? Và shrill thì đó là cái cái tiếng high pitched nhá, ở một cái 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 quãng giọng nó rất là cao. Bởi vì ông ta không hề trả tiền cho Winky, có đúng không? I think you all better go upstairs and check that to pack properly. Bố nghĩ rằng là, à, cô nghĩ rằng tất cả các cháu um, tốt hơn hết là nên đi lên tầng và kiểm và kiểm tra xem rằng là các cháu đã đóng gói đồ đạc hoàn chỉnh hay chưa. Đấy. Thì cái cái better này này, đây là một cái cấu trúc khá là hay, tốt hơn hết là nên làm một cái việc gì đó. Nó là sẽ là cái từ have better do something had better do something và tất nhiên nha nó rút gọn đi thì nó chỉ chỉ cần cái chữ D kia thôi đấy rồi go upstairs đi lên tầng này uh, pack thì đó là gói ghém đóng gói đồ đạc này proper thì đó là một cái trạng thái nó gọi là hoàn chỉnh hoặc là hẳn hoi đàng hoàng Said Mrs. Weasley breaking up the argument come on now all of you bà Weasley bà ấy nói và bà ấy phá vỡ cái um, cái sự tranh luận đấy Đi nào, đi nào tất cả các cháu lên tầng đi. Đấy thì break up đúng không? Break up đó là phá vỡ nó và và nếu mà nói về yêu đương thì đó là chia tay đúng không? Break up là chia tay. Đấy, nhưng mà nếu <laughs> mọi người biết là break bad. Break bad. Uh, thì tức là kiểu như đang tốt nhưng mà lại đi uh, trở nên xấu xa hơn. nhà nó chuyển từ một cái người tốt trở thành một người xấu thì nó gọi là break bad. Đấy, hoặc là kiểu như mình đang rất là hiền lành tử tế tự nhiên đổ đốn đi thì nó gọi Break bad <laughs> bộ phim này rất hay breaking bad yeah, bạn nào có thể xem cái phim này u rồi hay lắm uh, nào harry repacked his broomstick servicing kit uh, put his firebolt over his shoulder and went back upstairs with ron harry thì gói ghém lại cái um, cái bộ chăm sóc chổi của cậu ấy chăm sóc chổi bay chổi bay của cậu ấy bộ này đỉnh luôn đúng không anh em bạn nào mà xem cái bộ này ui rồi xuống nó hay dã man luôn ấy breaking back uh, rồi tiếp theo này và cậu ta đặt cái chổi tia chớp lửa của mình lên vai đấy và sau đó thì quay trở lại ở cái tầng trên cùng với ron uh. repack thì chúng ta biết là pack là gói ghém đúng không và re thì thường là kiểu như là làm lại cái hành động đấy một lần nữa thì tức là bây giờ mình gói lại thôi đúng không gói lại nó. Và cái kit thì đó là một cái bộ mà trong đó có rất là nhiều các cái công cụ nhà thường để mà thực hiện một cái mục đích nhất định, ví dụ như cái bộ bấm móng tay của chúng ta ấy. Service thì dịch vụ nhưng là dạng động từ tức là bảo dưỡng, chăm sóc, làm mới nó. Đấy thì nó gọi là service. Ok và tiếp theo hết rồi, hết từ mới rồi. The rain sounded even louder at the top of the house, accompanied by loud whistling and moans from the wind cái uh, cơn mưa thì nó nghe nó còn thậm chí là lớn hơn ở phía bên trên cùng của cái căn nhà nó được đi kèm bởi những cái tiếng gió rít rất là lớn và những tiếng rên rỉ đến từ cái cơn gió nào cái uh, cái từ sound đúng không ở dạng động từ tức là mình nghe thấy nó có vẻ như vậy ừ. a company nhá thì company ấy, nó là cái người đồng hành những người đi cùng chúng ta và a company tức là được đi cùng bởi Đấy chưa? Đấy, được đi cùng bởi whistle thì đó là cái tiếng là cái 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 còi whistle là cái còi và nếu mà gió mà nó rít thì tất nhiên rồi nó có thể để miêu tả là whistling như thế này những cái tiếng rít của gió nhé còn moan thì đó là tiếng rên rỉ uh, của người và tất nhiên là nhân hóa lên thì tức là cái tiếng tiếng gió đúng không nó kéo kẹt vào cái um, ngôi nhà thì đó ý của nó là như vậy nhân hóa mà tiếng Anh cũng có nhân hóa như như tiếng Việt thôi đấy rồi cái từ company này hay nhỉ đó nó có nghĩa là người đồng hành um, những người kiểu xung quanh chúng ta nhá thì đấy nó gọi là company uh, not to mention sporadic howls from the goal uh, from the wall who lived in the attic đấy là không kể đến này not to mention đấy là không kể đến này những cái tiếng hú uh, mà nó kiểu như ngắt quãng đến từ cái con ma đến từ cái bóng ma mà nó sống ở trên cái gác mái của cái căn nhà đó. Chúng ta sẽ có từ ghoul đây nha, nó khá là giống từ ghost nhưng mà cái cái bóng của nó ấy nó mờ hơn là con ma. Con ma thì có thể là kiểu như là nó trắng, đúng không? Nhưng mà cái thằng ghoul thì tức là nó mờ, nó mờ hơn. Đấy, sporadic, sporadic thì tức là giống cái từ kiểu Thi thoảng thì nó hú lên một cái. Ấy. Đấy thì nó gọi sp uh, sporadic. nghe từ từ mình phải check lại xem nó có nhớ không. Đúng rồi, nó gọi là lác đác đúng không? Thi thoảng nó mới có thôi. Nó dựa trên một cái từ ấy uh, Đây này, những những cái từ đồng nghĩa của nó đây này, này. Đấy occasional, đúng không? Rồi là per uh, periodic uh, periodic một từ cũng khá là kiểu tương đồng với nó, giống kiểu từng period một á. Đấy từ này rất hay. sporadic rồi tiếp theo addict thì đó là cái gác mái, cái gác xếp uh, hoặc là kiểu như là cái tum ở phía bên trên của căn nhà. Uh, Pig Wigeon began twittering, twittering and zooming around his cage again when they entered. The sight of the half-packed trunks seemed to have sent him into a frenzy of excitement. Cái con Pig Wigeon, tức là cái con chim bồ câu. À, sorry, cái con cú chứ, đúng không? Cái con cú của Ron ấy thì nó bắt đầu nó tíu tít lên và nó bay lượn xung quanh cái lồng của nó một lần nữa khi mà họ đi vào căn phòng cái từ twitter nha mọi người biết cái phần mềm đấy đúng không nó nó cái biểu tượng âm thanh của nó ấy là nó suýt một cái và con cú hay là những cái con chim nhỏ ấy, khi mà nó díu dít thì nó đang twitter đó đó nó đang twitter zoom thì đó là phóng theo kiểu phóng tốc độ phóng rất là nhanh the side of the half pack trunks nào cái cái hình ảnh của cái uh, những cái dương mà nó đã được đóng gói một nửa, nó đã được chuẩn bị đồ một nửa ấy, thì có vẻ là khiến cho cái con cú này nó có một cái trạng thái um, uh, cuồng nhiệt tột độ, đấy, nó đang hưng phấn tột độ, thì mình sẽ có là half packed, tức là mới được, mới gói ghém được một nửa thôi, excitement thì đó là cái sự hưng phấn rồi, danh từ của từ excite đúng không? Và frenzy ấy thì bình thường này từ này nó có nghĩa là ám chỉ một cái trạng thái mà mình đang có rất là nhiều cung bậc cảm xúc hỗn loạn lẫn lộn vào với nhau thì nó gọi là frenzy. frenzy giống kiểu mình mình bốc đồng lên ấy. Đấy, thì nó gọi là frenzy. A uh, frenzy of uh, với lại uh, cộng với từ of và cộng với một danh từ chỉ cảm xúc nữa. frenzy. Uh, frenzy. Rồi um, từ này hay lắm. Đấy nó thể nói về những trạng thái kiểu như điên cuồng rồi là có nhiều cái cảm xúc nó hỗn loạn nó, nó nó hòa lẫn với nhau được chưa đây này uncontrolled excitement or wild behavior cái hành vi mà nó rất là hoang dã đúng không nó kiểu như là không kiểm soát được á thì nó là frenzy tiếp theo uh, bung him bung từ 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 này đọc như nào nhỉ bung him bung him some owl treat ron throwing a packet cr Uh, throwing a packet across to Ron To Harry chứ. Uh, Sorry, to Harry It might shut him up uh, Ném cho nó một vài những cái đồ ăn cho cú đi Ron nói này um, Quăng qua một cái gói Cho Harry Cái gói đồ ăn cho Harry đúng không Nó có thể sẽ khiến cho cái con cú Nó im đi đấy đúng không Nó nó, nó không có tiếu tít nữa này, Shut him up Từ từ cái từ băng này hay nhỉ Mình phải xem lại từ <laughs> băng đúng không? Bằng, à, đó là tiếng lóng như mọi người nhá. Đây là tiếng lóng kiểu ném này. Đấy, từ này chứ còn thực tế ra, ấy, um, mình xem phim với là mình kiểu như tiếp xúc với tiếng anh khá là nhiều, mình thấy từ này ít khi người ta dùng lắm. Đấy, gần như là chả bao giờ người ta dùng luôn. Tiếng lóng mà đúng không? Một từ lóng Còn cái từ treat này này thì nó phổ biến. Nếu như nó là một cái thức quà hoặc là một cái thứ gì để mà kiểu như ăn giải trí ấy thì nó gọi là treat đó, ví dụ như cái cốm đúng không cốm ấy, thì nó gọi là một thức quà nhá và tất nhiên chúng ta có thể gọi là children treat đấy là một cái thứ dành cho trẻ con được chưa và đây cái từ treat nó là như vậy những cái thứ để mà đem lại sự thỏa mãn uh, những cái thức quà thường nói về đồ ăn cho người khác rồi cần packet thì đó là một gói thôi một gói mà gói ở đây là gói nhỏ nhá Tiếp theo này Harry poked a few Harry poked a few arrow through the bars of Pig cage, then turned to his trunk. Hedwig's cage stood next to it, still empty. Harry thì làm sao? Um, nhét một vài những cái viên đồ ăn cho cú qua những cái song sắt không qua những cái chấn song của cái lồng con cú Pigwidgeon. Sau đó thì quay ra cái dương của cậu ấy, cái lồng của con Hedwig thì nó đứng, tức là nó được xếp bên cạnh cái dương và nó vẫn trống trơn, không có cú ở trong đó. Nào, đầu tiên từ poke thì đó có nghĩa là chọc, nhá dùng một cái vật nhọn chọc qua. Đấy, nhưng mà trong cái văn cảnh này thì tức là ấy, nó đang lấy hai cái đầu ngón tay ấy, nó cầm vào một cái viên đồ ăn xong rồi nó nhét qua cái thanh ba, nhét qua cái thanh ba như thế này. Đấy, rồi tiếp theo, trunk thì đó là cái dương, cái hòm. Ừm. Stood ở đây là đứng đúng không Tức là ấy, nó nói về cái đồ vật nó được xếp đứng bên cạnh Và still empty Mệnh đề quan hệ của cái cage này Tiếp theo It's been over a week Harry said looking at Hedwig's deserted perch Đã đã được uh, Hơn một tuần rồi Harry nói và nhìn vào cái Nhìn vào cái chấn song Từ từ Nhìn vào cái chỗ Đậu của con cú nó đang Trống không trong cái lồng của Hedwig Đấy chưa? Bởi vì là cái từ perch này này thì tức là nó nói về cái trạng thái kiểu mấp mé ở trên một cái cạnh nào đó. Ví dụ ấy, mình bây giờ mình ngồi đúng không? Mình ngồi trên một cái ghế nhưng mà mình chỉ gọi là mấp mé ở cái cái rìa cái ghế thôi thì tức là mình đang perch on cái ghế đấy. Ở dạng danh từ thì tức là nó nói về cái cái que hoặc là cái cành cây để mà chim nó đậu vào ấy. Đó thì nó gọi là perch. Và deserted có nghĩa là không có người. Nó bằng từ empty này này. Đấy, hai từ này giống nhau. Nó trống trơn. Ron, you don't reckon Sirius has been caught, do you? Ron ơi, cậu không nghĩ là chú Sirius đã bị bắt đấy chứ? Có đúng không? Ừ. Rồi, reckon thì nó bằng từ think. Đó, think, nghĩ đến cái điều đấy. Cái từ này hay này, mình thấy từ này rất là hay nhá. Có thể kiểu nói về một cái nơi mà nó chả có người, không hề có bóng người nào ở đấy. đấy từ này deserted, à, hay lắm. Na It would have been in the Daily Prophet, said Ron. The ministry would want to show they caught someone. Wouldn't they? Không, không có cái chuyện đấy đâu. Nó, nếu có xảy ra, nó sẽ được ở trong cái tờ nhật báo tiên tri. Nó sẽ được đề cập ở đấy. Nào nó dùng would have been như thế này này. Bởi vì là trên thực tế cái việc này nó không có trong quá khứ. Nha đang giả định một điều không có thật trong quá khứ. Và nó dùng theo cái thể ngữ pháp như thế này. Đây, rồi. Um, Bộ pháp thuật sẽ muốn Show, sẽ muốn thể hiện rằng là Họ đã bắt được ai đó, có đúng không? Ừ. Câu hỏi đuôi mà Ok, nhá, yeah. thì cái What have been này cứ nhớ cho mình, tức là ấy, Nó có nghĩa là cái tờ báo Nó đã được in ra rồi Nó đã xảy ra, nó đã xong Cái vụ việc hôm trước Đấy, và nếu như mà cái ông Sirius này Đã bị bắt ấy, thì hôm trước Nó đã có trên báo rồi Đó, nó giả định một điều không có thật trong quá khứ Yeah, I suppose ừ đúng đấy tớ tớ cho rằng như thế suppose suppose cho rằng nhé hoặc là kiểu cân nhắc vậy look here's the stuff mom here's the stuff mom got for you in Diane alley and she's got some gold out of your vault for you and she's washed all your socks nào nghe này uh, nhìn này đây là những thứ mẹ tớ đã mua cho cậu ở cái con hẻm xéo nữa yeah. the stuff thì bình thường nó gọi là đồ đạc linh tinh mà đúng không rồi and she's got some gold và mẹ đã có được chút vàng từ từ có được ít vàng mà rút ra từ cái hầm của cậu để mà cho cậu tiêu xài nhá bà đi bà rút tiền cho Harry á thì vote nó là cái hầm mà thường kiểu như là chứa đồ ở trong ngân hàng ấy đó vote rồi and she's washed all your socks và mẹ tớ cũng đã giặt tất cả những cái tất của cậu rồi đấy Tất Live từ 10 rưỡi cho đến 12 giờ em ạ Cái từ sock này nhá, tự nhiên mình nghĩ một từ rất là hay đúng không? ví dụ như kiểu mình mình làm việc mình làm việc uh, chăm chỉ ấy, xong rồi là làm liên tục ấy, làm đến mức mà mệt lả người ấy, thì mình có thể bảo là à uh, work your sock off <laughs> đấy Thì đấy có thể bảo như thế này Sock off À socks off Đúng không Có thể kiểu hai tất cũng được Rồi uh, Thực tế ra nó còn có một từ rất hay <laughs> Một từ tiếng lóng ấy Đây này <laughs> Rồi ass off Nhưng mà đi với từ sock cũng được nhá Tất ạ à. Làm việc gọi là Bung cả tất ra Now he heaved uh, He heaved a <laughs> He heaved a pile of parcels Onto Harry's camp bed and drop the money bag and a load of socks next to it. Thì cậu ta Ron nâng uh, một chồng những cái um, parcels, những cái gói bọc, đó, những cái bưu kiện đã được bọc giấy bên ngoài này, uh, lên cái giường cắm trại của Harry. Thực tế rất gọi là camp bed ở đây thì, tức là cái giường đấy nó mang tính chất tạm bỡ thôi ấy. Không phải là một cái giường hẳn hoi. The camp bed. Đấy rồi còn parcel nhá. nhớ cho mình đó là một cái gói bưu kiện mà nó đã được kiểu như bọc giấy bên ngoài á pile thì đó là một đống nó xếp trồng lên nhau Đấy, còn nếu mà kiểu một stack thì đó là kiểu như một sub ừ. nó sẽ có những cái đơn vị lượng từ khác nhau á. từ heave thì đó là nâng lên đẩy lên từ phía dưới nâng lên phía bên trên rồi tiếp theo drop the money back thả cái túi tiền và một đống những cái tất bên cạnh nó Cho Harry, đúng không? A load, of, uh, a load of thì nó có nghĩa là a lot of. Harry started unwrapping the shopping apart from the standard book of spells grade 4 by Miranda Goldshark. He had a handful of new quills, uh, a dozen rolls of parchment and refused for his potion-making kit. He had been running low on spine of lion fish and the essence of belladonna. Now... thì đây apart from tức là bên cạnh, ngoài những thứ mà mình đưa ra, đó, ngoài những thứ đấy nó giống kiểu như ngoại trừ những cái đấy, bên cạnh những thứ đấy thì nó gọi là apart from nhé. Ví dụ như kiểu bên cạnh cái việc uh, kiếm được tiền anh ấy còn đẹp trai, đúng không? Ví dụ như thế apart from being able to make uh, make a killing anh ấy còn đẹp trai nữa. Ấy. Ừ. Cái đấy rất là dễ dùng thôi nhé. Bên cạnh cái việc gì đó. Now, the standard Uh, book of spells đó là cái cuốn sách tiêu chuẩn dạy thần chú đó spell là phép thuật mà và đây là cái ấn bản thứ tư không không cái cái bộ thứ tư này được viết bởi bà miranda gochok đấy thì bên cạnh cái cuốn này nha cậu ta có một một nắm những cái bút lông mới đó một nắm đấy bởi vì hen hen là tay và handful tức là một cái đơn vị lượng từ của nó mà đặt đầy trên cái lòng bàn tay ấy Đấy thì đó là một nắm những cái bút mới. Một tá những cái cuộn giấy da và những cái làm sao nhỉ? Những cái nguyên liệu để mà làm đầy cái bộ um, thực hiện phép thuật uh, độc dược của cậu ấy. Đấy. Nói chung là đây dozen thì đó là tầm khoảng một tá, mười 12 cái. Roll thì đó là một cuộn rồi. Đúng không? Và đây là tầm khoảng một tá những cái cuộn giấy da này, parchment là giấy da này. Refill động từ của nó là kiểu như nó đã vơi đi nhưng mà mình rót đầy lại. Đấy và đây dạng danh từ thì nó có nghĩa là những cái thứ mà để để top up, Được không? Để thêm vào cho nó đầy lại. Rồi còn kit thì đó là một cái bộ uh, dụng cụ. He had been running low on spine of lionfish. Cậu ấy đã gọi là thiếu, không có đủ xương sống của những cái con uh, cá sư tử. Spine. Đó spine chính là cái gọi là xương sống ừ, Xương sống à, Còn đây, lion là con sư tử Fish là con cá mà Và essence of belladonna Belladonna thì mình không biết là cái con quái quỷ gì đâu Nhưng mà essence đó là cái tinh chất Cái cốt lõi của nó ấy, Để mà nó dã ra Rồi essence đó Bởi vì essential tức là mang tính chất cốt lõi mà Đúng không? Tính từ của nó đấy Tính từ của nó nhá Essence thì tính từ của nó là essential như thế này đó essential đó chắc là các bạn học IELTS thì biết từ này mà đó thì essence uhm. có một cái cụm như thế này mình không biết dịch ra trong tiếng Việt như thế nào nhưng mà ý của nó có nghĩa là thời gian là vàng bạc bây giờ nó cần phải được thực hiện ngay lập tức ấy. đấy cái việc đấy đến càng sớm càng tốt đấy nó bảo là time is of the essence the essence Đấy, đây là một cái câu mà người ta thường nói ra khi bảo rằng ui thời gian là rất là quan trọng đúng không cấp cấp bách lắm cần phải làm gọi là nhanh nhất có thể ừ. mình không biết nên dịch tiếng việt như thế nào nhưng mà đấy nó nhấn mạnh về cái tính thời gian He uh, was just piling underwear into his cauldron when Ron made a when Ron made a made loud noise of disgust behind him cậu ấy làm sao nhỉ? cậu ấy chỉ đơn thuần là đang uh, piling underwear à đang xếp chồng lên những cái bộ quần lót của cậu ấy những cái cái, cái cái quần lót của cậu ấy vào trong cái nồi đun độc dược này vào trong cái vạc của cậu ấy này khi mà Ron có một cái tiếng có một cái tiếng ồn thể hiện cái sự uh, kinh tởm phía đằng sau cậu ta gây ra một tiếng ồn thể hiện sự kinh tởm phía đằng sau cậu ấy disgust thì đó là có nghĩa là kiểu như thể hiện cái 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 thứ mà yêu ơi sao mày có thể như thế được nhỉ tẩm lợm vậy đúng không disgust còn thứ mà nó tẩm ấy thì nó gọi là disgusting miêu tả cái tính chất của nó cauldron thì đó là cái vạc cái nồi để mà đun độc dược của phù thủy pile ở dạng động từ tức là xếp chồng lên nhau được chưa rồi what is that supposed to be He was holding up something that looked to Harry like a long maroon velvet dress. Velvet dress. Cậu ta, Ron ấy, đang dơ lên cái thứ gì đó mà mà Harry nhìn như là một cái một một cái váy nhung dài và màu đỏ tía. Được chưa? đấy, cậu ta đang dơ một cái thứ gì đó, một cái trang phục gì đó lên, nhìn như kiểu là một cái váy bằng nhung này, velvet thì đó là cái chất liệu nhung nha, uh, maroon thì đó là cái màu của hoàng hôn đấy mọi người, đó là cái màu đỏ mà nó, nó gọi là đỏ chói của hoàng hôn ấy. đấy, maroon, rồi và tất nhiên là cái từ này nó có nghĩa bóng của nó đấy, hoàng hôn thì thường nó đi với lại một cái ý nghĩa là uh, buồn đó bị bỏ lại, bị gọi là kiểu như chỉ còn lại một mình thôi. Mọi người biết cái ban nhạc Maroon uh, gọi là Maroon 5 đúng không? Đấy, cái, cái ban nhạc đấy nó nói về năm chàng trai bị bỏ lại đấy. Đó. Đây này, nghĩa bóng của nó nhá, ừ, thì có nghĩa là người bị bỏ lại đằng sau. It had a mold, uh, it had a moldy looking face. Oh no. It had a moldy looking lace frill uh, at the collar and matching lace cups cups cái áo đấy cái 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 váy đấy này nó có từ từ lace frill lace frill frill mình cũng không biết đây là cái bộ phận gì của cái áo nhá nhưng mà nói chung là nó có một cái thứ gì đó gần gần cái cổ áo này mà nó nhìn như kiểu là đã bị mốc cái từ mold này này đó là cái vết mốc nha cái nấm mốc ấy, và moldy tức là tính từ của nó còn looking như thế này thì nó nói về cái trạng thái bên ngoài nhìn nó có vẻ như vậy. Chứ còn chưa chắc là thật sự nó đã như thế. Đấy, moldy looking. Để cho còn cái lace frill này mình nghĩ là... là um, một cái tua rua cho Đấy, một cái tua rua ở chỗ cổ áo. collar đó là cái cổ áo đó. Và matching lace cuffs. Cuffs thì đó là các cái tay áo thì phải mình nhớ không nhầm hoặc là kiểu như là nó sẽ là cái von von ở cổ áo thì đấy nó gọi là cuff, lace thì đó là kiểu nói về cái dây ấy. dây hoặc là cái tua rua đúng không? những cái dây nhỏ ví dụ đi cái dây giày thì nó gọi là shoelace, dây giày shoelace và cuff bây giờ mình tra lại những từ này nè, những từ này là từ kiểu như a à, nó sẽ là cái gấu đúng rồi cái cổ tay đấy và tiếp theo cái frill này thì chắc chắn rồi là cái tua rua đúng không mà dây rút ở phía cổ áo. Nói chung là cái áo này nhìn nó rất là kinh khủng. <laughs> There was a knock on the door and Mrs. Weasley entered carrying an armful of freshly laundered uh, Howard's ropes thì sau đó có một cái tiếng knock knock ở cái cánh cửa tiếng gõ đúng không tiếng gõ ở cánh cửa rồi và bà Weasley thì đi vào này bà cầm theo một đống những cái uh, áo choàng đồng phục Hogwarts đã được uh, đã được uh, giặt là không vừa mới được giặt là. Đấy, bởi vì mình sẽ có an on nha, thì tức là một cái lượng gì đó mà nó đặt đầy hai cái lòng hai cái cái cánh tay của mình ấy, mình khoanh vào để mà mình đựng toàn bộ những cái thứ đấy đầy ở hai tay của mình. Đấy thì nó gọi là an on còn launder thì ví dụ laundering tức là kiểu rửa đúng không? Hay là giặt là Đấy thì ý của nó có nghĩa là đã được giặt là này Mà freshly, fresh là mới Vậy thì tức là vừa mới được giặt thôi Được chưa? Đấy, còn ropes thì nó là áo choàng rồi Rõ ràng rồi Đấy, Rồi tiếp theo nhé Mọi người biết cái rửa tiền đúng không? Thì nó gọi là money laundering mà uh. Here you are, she said Sorting them, uh, sorting them into two Now mind you pack them properly so they don't crease. Đây hai con đây rồi, bà ấy nói và bà ấy sắp xếp những cái bộ áo choàng này thành hai thành hai bên. Đó into two ở đây tức là thành hai bên. Rồi, bây giờ thì phiền các con hãy đóng gói, gói ghém những cái bộ áo này một cách đàng hoàng, tử tế để mà chúng nó không bị nhàu. Đó, đơn giản thôi đấy thì properly tức là mang tính chất hoàn thiện hẳn hoi tử tế đàng hoàng crease như thế này danh từ đó là một cái vết nhàu ở dạng động từ tức là bị nhàu còn tất nhiên nghĩa bóng của nó nói về gương mặt đấy thì đó là một cái nét nhăn cũng được được chưa mom you given me Ginny's new dress said Ron holding it out to her mẹ ơi mẹ đã cho mẹ đã đưa cho con cái váy mới của Ginny đây, Ron nói và dơ cái váy vừa rồi ra cho bà ấy, cho bà ấy nhìn. <laughs> of course I haven't, said, Miss, said Mrs. Weasley. That's for you. Dress robes. Tất nhiên là mẹ không có như thế đúng không? Mẹ không có nhầm đâu. Đấy, bà ấy nói này, đó là dành cho con đấy. That's for you đúng không? Dành cho con đấy. Đó là những cái bộ áo choàng mà mang gọi là hình hài của cái váy. What? Said Ron looking horror struck cái gì Ron nói và nhìn cái vẻ mặt của nó um, gọi là sững sờ kinh hoàng Đấy thì ý của nó cái từ struck này này Nó có nghĩa là kiểu bị xâm lấn bởi cái cảm xúc ở đằng trước Mà horror tức là cái sự kinh hoàng Đúng không? Giống kiểu ám ảnh kinh hoàng đó nó, nó ở khắp người mình Dress ropes repeated Mrs. Weasley It says on your school list That you're supposed to have dress ropes this year uh, dress ropes is gear, dress cái từ này hơi khó đọc này, dress ropes, dress ropes is gear, nó, nó hơi, hơi nhiều s, Đấy, nối âm vào nó hơi khó. rồi nhá, thì đây nó nói rằng uh, trong cái danh sách uh, đồ cần phải mua ở trường của con này, rằng là năm nay con sẽ mặc định là cần phải có những cái dress ropes vào năm nay, vào cái chương trình năm nay. Yeah, cái từ supposed to á, ý của nó có nghĩa là kiểu như theo một cái tính chất mặc định vốn dĩ uh, là mình phải như vậy. Ừ. Mm. School list thì rõ ràng rồi, đó là cái danh sách nhờ yeah, những cái thứ cần phải mua. Robes for formal occasions. Đó là những cái áo choàng dành cho những cái sự kiện mà nó trang trọng. Formal ai biết là trang trọng rồi, đúng không? Đấy, và occasion đó là những cái dịp nha, những cái dịp trang trọng. Ờ uh, formal clothes đúng không quần áo mà trang trọng nếu mà quần áo mà không trang trọng hay là kiểu như nó xuồng xã thì mọi người dùng cái từ gì cho quần áo đấy. <laughs> informal ừ, phủ định của nó nhưng mà có từ, có từ gì hợp lý á đấy quần áo mà nó không trang trọng nó kiểu xuề xòa thôi á à. tiếp theo nhá mình, mình, mọi người cứ comment casual ừ, đúng đúng không một từ rất hay casual Ờ à. Đấy, những từ như thế Ngoài ra nếu mà kiểu hôm nay mà mình ăn mặc Nó xòe xòa quá ấy, mình có thể bảo rằng Ui, uh, I dress Like a slob today Like a slob Slob Today Đó, có nghĩa là kiểu một người mà nó xòe xòa Xong rồi kiểu như uh, Không có chỉnh tề ấy. Thì đấy là một cái câu mà nó rất là hay Người bản xứ người ta hay dùng như vậy Nha yeah. uh, You've got to be kidding me said Ron in disbelief. I'm not wear I'm not wearing that. No way. Mẹ chắc hẳn là đang đùa con à? Đấy, Ron nói trong một cái sự kiểu như không tin vào cái lời nói mình vừa nghe được. Con không có mặc cái thứ đấy đâu, không đời nào. Đó, no way, không đời nào. Everyone wears them, Ron, said Mrs. Weasley crossly. Tất cả mọi người ở trường đều mặc chúng, Ron à, Đấy, bà ấy nói một cách nó làm sao nhỉ? ờ uh, cáu. cái từ cross này này, nó giống như kiểu là bây giờ bình thường ý của nó là hai thứ nó cắt nhau. Đúng không? Ở đây nó đang miêu tả cái trạng thái rằng là cái mày của bà ấy nó đang hai cái chân mày ấy, nó đang kiểu như là sắp sửa giao nhau rồi ấy. Đấy bà cau mày, đúng không? Bà đang tức, Đấy, bà đang kiểu nóng tính, rồi crossly, khó chịu. They're all like that. Your father's got some for small uh, for smart parties tất cả những cái đồ đấy nó đều như thế đấy Bố của con có một vài bộ cho những cái bữa tiệc mà nó gọi là chỉnh tề Smart Nếu mà một người mà ăn mặc kiểu như smartly dressed Thì con nghĩa là nhìn 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 nó vô cùng là gọn gàng Xong rồi là tươm tất Đấy và đây smart parties Đừng bỏ bữa tiệc thông minh đúng không? Chắc chắn là nó đang dùng theo một cái nghĩa khác của nó rồi Liên quan đến ăn mặc Vậy thì tức là những bữa tiệc mà nó cần phải có trang phục chỉnh tề ờ kiểu như là sao nhỉ? Uh, presentable đúng không có một cái từ này cũng rất là hay mình vừa mới dùng đó present thì đó trưng ra đó và presentable tức là kiểu như có cái sự trưng diện ở đấy để cho người khác nhìn vào ấy tức là chỉnh tề thôi chỉnh tề nhá rồi tiếp theo này algo cái gì al, al, algo stalkers từ từ, à à từ từ Stalkers, ở đây nhỉ, từ từ I'll go stalkers before I put that on Sẽ Ron stubbornly uh, Con sẽ hóa điên trước khi Mà con mặc cái váy đấy lên Đấy, Ron nói Một cách bướng bỉnh, stubborn, đúng không Mình đã giải thích một lần từ này rồi đấy Theo cái gọi là phân tích từ stub là gì Và từ born là gì á, đúng không Ý của nó coi là kiểu như Mãi không chịu gọi là nghe lời, không chịu lớn Không chịu kiểu như Theo cái sự uốn nắn từ từ cái chỗ này mình thấy là khá là hay ban đầu mình đọc mình thấy hơi lạ từ từ stark nha nếu mà bạn nào không biết ấy thì từ này nó có nghĩa là clear rõ ràng um, stark là clear là rõ ràng nhưng mà stalkers ở đây chắc là đang dùng theo tiếng lóng đó. berserk chắc là vậy đang dùng theo tiếng lóng à đúng rồi đó là một cái tiếng kiểu như thông tục này nó 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 gọi là naked, <laughs> naked đúng không? Đấy, và từ này là cái từ mà nó gọi là người Mỹ, à người Anh người ta hay dùng này, uh, completely naked, Ok stalkers, à đúng không, đúng không? stalk là clear, clear là không có gì kiểu như che đậy, uh, vậy thì nó hợp lý đấy, đúng không? stalkers ở đây là à, rồi có nghĩa là khỏa thân, trước khi mà con mặc cái váy đấy, con thà là khỏa thân đúng không? cái gì từ hear string hình như em đang viết từ heart string ấy chứ heart string tức là cái một cái một cái mạch máu ở tim á don't be so silly said mrs weasley you've got to have you've got to have dress robes they're on your list i got some for harry too show him harry uh, đừng có mà nói ăn nói hàm hồ đừng có mà ngờ ngạch như vậy bà ấy nói này con phải có những cái bộ váy áo choàng cho năm nay Chúng nó ở trong danh sách của con mà Đó, danh sách những cái thứ mà nó gọi là cần phải mua trong năm nay này Mẹ cũng mua một vài bộ cho Harry đấy, đấy Từ từ siêu như thế này đúng không? Nó thể hiện là kiểu như là Ờ uh, Cũng có Nhá, cũng có Còn neither ấy thì đó là kiểu cũng cũng không À, à không either thì nó là kiểu cũng không còn to thì tức là nó dùng theo kiểu khẳng định tức là cũng có. Uh, show him cho cậu ấy xem đi Harry. Gọi Harry lại để mà xem mà. Đây là cái ứng dụng ở có sẵn ở trên máy tính. Rồi, lần nào livestream cũng có bạn hỏi những thứ này. <laughs> những cái câu như thế này. In some trepidation, Harry opened the last parcel on his camp bed. It wasn't as bad as he as he had expected. However, It wasn't as bad as he had expected. however, his dress robes didn't have any lace on them at all. in fact, they were more or less the same as his school ones, as his school ones, except that they were, uh, bottle green instead of black. cái trepidation này, này trepidation ở đây tức là cái sự mà kiểu như là uh, mơ hồ, xong rồi là mình đang hơi lo lắng một chút, mình không biết là cái việc gì trong tương lai sắp sửa đến với mình ấy, đấy thì nó gọi là trepidation, nha, thì đó nó gọi in some trepidation, đúng không? kiểu như là hơi hơi thấp thỏm, đúng rồi, hơi hơi thấp thỏm một chút thì Harry mở cái gói quà cuối cùng của cậu ấy ra, cái gói bưu kiện cuối cùng này trên cái giường um, cắm trại của cậu ấy, tức là đây là cái giường tạm bỡ thôi nhé. It wasn't as bad as he, it wasn't as bad, it wasn't as bad as chứ bị léo lưỡi rồi <laughs> mọi người ạ. It wasn't as bad as he had expected. Nó không hề tệ như là cậu ấy đã kỳ vọng, đã nghĩ đến. Ừ. Cái bộ của cậu ấy này thì không hề có bất cứ tua rua trên nó, không hề có tua rua nhé. Bởi vì lace là cái dây đúng không? Như cái dây dở ở trên đấy. Uh, at all thì tức là đi phủ định, tức là không hề. Trên thực tế thì những cái bộ mà Harry có thì nó gọi là ít nhiều giống những cái bộ ở trường thôi. Giống những cái bộ đồng phục chính ở trường. More or less. Nó kiểu trên dưới. Ấy. Đấy hoặc là ít nhiều. Nghe nó nói về cái phạm vi kiểu sấp xỉ á. Ngoại trừ cái việc rằng là những cái bộ đấy nó màu xanh bottle green. Xanh chai á. À. Từ từ xanh chai tức là xanh thế nào nhỉ? Xanh thẫm. Đấy, bộ xanh thẫm thay vì đó là màu đen uh, Instead of thì nó bằng kiểu như là thay vì, rather than uh. Còn except thì đó là ngoại trừ, đúng không? Ngoại trừ một cái điều đó rằng những cái bộ đấy màu xanh thẫm nhá Vì sao mình biết cái, cái màu xanh thẫm? Bởi vì mọi người thấy là cái bò đồ ấy, thường là cái chai nhá Khi mà nó kiểu như là có nước ở trong đấy ấy, thì nó không thể nào mà để màu xanh quá tươi được đó, Những cái chai nước khoáng ấy mọi người thấy không? Là nó sẽ kiểu màu xanh thẫm mà thì đấy là mình kiểu như dựa vào cái kiến thức thực tế thì suy đoán ra cái từ này nó xanh thẫm thôi mà I thought they bring out the color of your eyes, dear, said Mrs. Weasley fondly. Cô đã nghĩ rằng uh, họ đem ra những cái màu sắc của đôi mắt của cháu. Cưng à, đấy, bà Weasley bà nói một cái giọng đầy chiều mến với lại Harry. Màu xanh ve chai, <laughs> hợp lý nhỉ? Màu xanh ve chai, uh, xanh, xanh ve chai. Ừ, được đấy. Thì đây, cô đang nghĩ rằng họ họ đã mang ra, đúng không? They, they did bring out. Đấy, ở chỗ này nó phải là they did đó. Họ đã. Uh, color of your eyes. Nha, cái, cái màu sắc mắt của Harry. Fond. Thì thường khi mà mình fond of somebody ấy, thì tức là mình quý mến người ta. Được chưa? Thì lúc này fondly tức là nó nói về cái trạng thái kiểu như rất là tình cảm thôi. Uh, ân cần chiều mến Đấy. khi mà mình gọi là fond memories thì nó nghĩa là những cái kỷ niệm thân thương ấy. thường gắn với tuổi thơ <laughs> tiếp theo well they're okay said Ron angrily looking looking at Harry's robes why couldn't I have some like that oh chúng nó những cái bộ đấy nó ok Ron nói một giọng rất là giận dữ nhìn vào cái um, những cái bộ quần áo của Harry tại sao con không thể nào có những cái bộ như thế Đấy, why couldn't, đúng không? Tức là cái việc đấy nó đã xảy ra rồi Và ở đây là không thể này Tại sao không thể, con có Because, well, I had to get yours second hand And there wasn't a lot of choice Said Mrs. Weasley flushing um, Bởi vì Bái ngập ngừng một tí này Mẹ phải mua cho con những cái bộ second hand Tức là cái các cái bộ nó gọi là gì nhỉ Đồ thửa lại, đúng không? Hàng dùng rồi Second hand Cái từ yours ở đây có có nghĩa là các cái bộ của con đấy là đồ second hand và không có nhiều lựa chọn đâu đấy, bà Weasley nói và cái mặt của bà ấy nó gọi là kiểu ửng lên ngượng đó xấu hổ một tí đấy, rồi thì từ flush ở đây nha mặt nó ửng lên đó thường nó ý là như thế nhưng mà nếu mà mình gọi là kiểu như feeling flush mình cảm thấy nó rất là flush thì lúc này nó không phải là cảm thấy ngượng đâu Đâu, nó không phải là cảm thấy ngượng ngùng đâu mà nó đang cảm thấy rủng rỉnh tiền nong yeah, Cái từ Flush này này Bây giờ khi mà mình feel Flush Thì nó không phải là ngượng bởi vì từ này nó chỉ dùng là dạng chủ động theo kiểu là mặt nó ửng lên thôi Đấy còn nếu mà mình cảm thấy Flush như thế kia thì lúc đấy nó trở thành tính từ Nó có nghĩa là rủng rỉnh tiền nong Cảm thấy Nhiều tiền đúng không? Đấy, nhiều tiền rồi Bởi vì từ Flush này này nó nói về cái trạng thái kiểu như cái gì thùng phá sảnh ở trong cái bộ môn poker nha yeah, feeling flush ở đây là kiểu có thấy có tiền đấy Để hôm nay mới lĩnh lương đúng không thế cho nên là rất là flush uh, rồi so Harry looked away yeah, Harry nó nhiều tiền mà đấy đúng không nó gọi là sitting pretty nào nếu mà có điều kiện tốt nha thì có thể diễn đạt là sitting pretty chỗ ngồi nó khá là êm đúng không luôn luôn có được những chỗ ngồi đẹp thì đấy nó gọi là sitting pretty có điều kiện nha nhà có điều kiện đấy Harry sitting pretty. He would willingly have split all the money in his green goat's vault with the Weasleys, but he knew they would never take it. Harry nhìn đi chỗ khác. Cậu ấy sẽ sẵn sàng uh, chia cái khối tài sản mà cậu ấy có trong cái hầm green goat của cậu ấy với lại gia đình Weasley. Nhưng mà cậu ta biết rằng họ sẽ không bao giờ nhận cái 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 cái, thứ đấy. Không phải cái ghế ngồi em sit pretty thì nó có nghĩa là nhà có điều kiện đó có tiền đấy sit pretty kiểu luôn luôn ngồi trên xe hơi á đó hiểu nhá nó gọi là kiểu như nhà có tiền đấy rồi ok có điều kiện đó Now, I'm never wearing them Ron was saying stubbornly never Còn không có mặc nó đâu còn không đời nào mặc nó đâu Ron nói một cái giọng vô cùng là ương bướng không bao giờ. Nếu mà gia đình có điều kiện nữa nha thì có thể diễn đạt như thế này này, a family of means. Đó, means ở đây là điều kiện mà những cái phương thức mình có. Fine, snap Mrs. Weasley. Go naked and Harry make sure you get a picture of him. Goodness no goodness knows I could do with a laugh. Được thôi. Bà mẹ bà ấy gắt lên này, bà snap tức là bà ấy, gắt lên này. Vậy thì con cởi chuồng đi. Và Harry nhá, chắc uh, nhớ hãy chụp một bức ảnh của uh, Ron cho cô. Uh, uh, chỉ có chúa mới biết được rằng là cô làm sao nhờ. Cái chỗ này dịch hơi bị khó. Ý của nó có nghĩa là uh, cô thực sự đang cần được cười đấy. Đó, bà ấy nói như thế. Uh, ơn trời, cô thực sự cần được cười. <cười> được chưa, ý của nó là như vậy. Goodness ở đây này ý của nó là ơn trời ừ, Ơn trời I could do with Cái từ do with ở đây có nghĩa là kiểu như ok Mình cái thứ đấy là đủ với mình Đó, Thứ đấy là đủ với mình Thứ đấy nó sẽ gọi là được việc Nó sẽ gọi là hoàn thiện Có cái um, ích lợi đem lại Alright, rồi She left the room Slamming the door behind her There was a funny spluttering noise Spluttering noise from behind them Pig was choking on an overlarge owl treat. Bà ta rời cái căn phòng này, đóng sầm cái cửa lại phía đằng sau bà ấy. Có một cái tiếng ồn nó đang kiểu như phụt um, phịt. No. Một cái tiếng ồn kiểu sặc sặc, khá là khá là kỳ cục phía đằng sau họ. Nào, cái đầu tiên từ splutter ấy, thì con người mà splutter tức là kiểu như là lắp bắp nói không ăn không nên đọi nói không lên lời ờ, còn nếu mà cái ống xả ô tô mà nó splutter tức là nó kiểu như nó bị khẹt khẹt nó mãi nó không thể nào mà xả hơi ra được ấy nó bị tắc lại ấy. và đây nhá cái con cú nó đang bị 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 sặc thế cho nên là nó đang nghẹn đấy cái cái spluttering noise ở đây chúng ta phải hiểu là như vậy từ funny không phải là buồn cười mà trong văn cảnh này nó có nghĩa là kiểu ngồ ngộ và kỳ cục đấy lạ lùng thì nó gọi là funny thường khi mà nói về âm thanh hoặc là mùi vị và đây cái con cú y như rằng con cú nhá nó đang nghẹn này một cái bánh cho cú mà kích cỡ quá khổ overlarge bánh nó to quá why is everything I own rubbish said Ron furiously striding across the room to unstick pig pig Wiggins beak tại sao tất cả mọi thứ những thứ mà tớ sở hữu nó lại là rác rưởi nhỉ Yeah, Ron nói giọng vô cùng là ức chế, tức giận Bước những bước dài Đi qua căn phòng để mà Unstick uh, Để mà gỡ cho cái mỏ Của con Region. Cái từ big ở đây này Thì đó là cái mỏ nha, và đấy ý của nó sở hữu đúng không Và unstick, thực tế ra cái từ stick Nếu mà mình stick something to something Thì tức là mình kiểu như uh, Khiến cho hai thứ đấy nó dính lại với nhau đúng không Và unstick tức là gỡ nó ra thôi Đấy, bỏ nó ra thôi còn stride có chữ e nữa thì đó là bước những bước dài. Danh từ thì nó là một cái bước tiến lớn. Hmm. Rồi um, big là cái mỏ. Cái mỏ. Ok nhá. Chúng ta sang một cái chương mới này. nào. Chapter 11 này. Aboard, uh, aboard the Hogwarts Express. Lên cái chuyến tàu tốc hành Hogwarts thì mình có ấy đó là go aboard đó là ý của nó coi là lên tàu đi đó là lên tàu đi hoặc là lên một cái máy bay đi thì đấy là thường gọi là aboard như thế này ngoài ra gọi là cái gì nhỉ go abroad thì abroad thì nó có nghĩa là ra nước ngoài hai từ đấy đọc khá là nếu mà kiểu phát âm không chuẩn nữa, thì có thể sẽ bị nhầm lẫn với nhau đúng không aboard the aboard Vậy rồi, now, there was a definite end of the holiday's gloom in the air when Harry awoke next morning. Có một cái... Có một cái gì? Có một cái không khí ảm đạm um, mang tính chất là kết thúc cái ngày nghỉ trong cái gọi là cái bầu từ từ trong cái căn nhà của nhà Weasley khi mà Harry tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau. Đấy, thực in the air ở đây thực tế ra có nghĩa là kiểu trong cái bầu không khí đấy thì người ta cảm nhận được rằng là có một cái sự ảm đạm, gloom mà gloom thì tức là nói về cái trạng thái kiểu ánh sáng nó mờ mịt, nó có khói ở đấy ấy. rồi và nếu mà nghĩa bóng thì tức là sự ảm đạm, end of the holidays tức là kết thúc rồi, kết thúc ngày nghỉ rồi còn definite tức là chắc chắn đúng không? nhấn mạnh cho nó ừ. uh, khi mà Harry tỉnh dậy này vào buổi sáng hôm sau, gloom gloom tất nhiên là tính từ của nó là gloomy rồi nhá ý của nó có nghĩa là nhìn nó dầu dĩ xong rồi là nhìn nó chả có hy vọng heavy rain was still splattering against the window as he got dressed in jeans and sweatshirt and, a, and a sweatshirt uh, cái cơn mưa nặng hạt nó vẫn đang đập xối uh, xả vào cái cửa sổ khi mà cậu ta mặc đồ mặc một cái quần jean và một cái uh, cái gì nhỉ một cái áo len một cái áo len đây mình sẽ có cái từ splatter ấy thì ví dụ nhá mình té tát ấy, xong rồi là mình mình cầm một cái xô nước mình hất vào một cái mặt phẳng đấy thì tức là mọi cái tia nước đúng không nó sẽ bắn tung tóe thì đây chính là cái từ splatter đó ý của nó là như thế nhá và nếu mà nó splatter against the window tức là kiểu nó đập vào cái cửa sổ đúng không nó tạo thành rất là nhiều hạt mưa à hôm qua nhỉ Hôm qua mình có giới thiệu một cái cụm gì đó trong tiếng Anh nó có nghĩa là chó cắn áo rách ấy. Đấy, bạn nào mà hôm qua xem livestream y như rằng biết là nó liên quan đến cơn mưa đúng không? Hôm qua có giới thiệu rồi chó cắn áo rách đã đen rồi bây giờ còn đen hơn. nữa They would change into their into their school robes on the Hogwarts Express. Họ sẽ thay đổi cái đồ của họ đang mặc để mà mặc những cái bộ áo choàng đồng phục của trường. Uh, khi mà họ lên tàu Hogwarts Express, Dog and Cat à, rồi bây giờ đừng có dùng cái từ Dog and Cat nữa, um, nó kiểu như là bị bị lạm dụng quá nhiều á, thế cho nên là người ta thấy nó nó, nó hơi bị dọt người khi mà nghe cái cụm cụm đấy. đấy, cứ bảo it's pouring outside là được rồi, nó đang mưa tầm tã được chưa? Uh, hoặc là đây là một cái cái gì nhỉ, một cái deluge, có thể là mình đang đang đang, đang dùng sai từ đấy lâu lắm không dùng. Uh, một cái deluge of rain đúng không Ê, tức là kiểu như một cái cơn mà nó gọi là như kiểu đại hồng thủy ấy nhưng mà có thể mình đang dùng sai cái từ đấy nhá lâu lắm rồi mình không dùng từ 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 xin anh em tầm khoảng một hai giây mình check lại deluge No hình như không phải rồi uh, lâu lắm rồi không dùng từ này khó <laughs> khó À đây. Đây nó là như thế này. Deluge. Deluge. Ừ. Đấy thì ý của nó có nghĩa là kiểu một cái cơn mưa xối xả tầm tã rất là lớn. Yeah. A deluge đúng không? Rồi thì đấy từ đấy hay hơn. Hoặc là kiểu hôm trước ấy mình có không mình đang tập trung vào cái câu gọi chó cắn áo rách mà. When it rains it pours nhá. Yeah. When it rains it pours. Có nghĩa là kiểu chó cắn áo rách đấy. Đấy chưa? Đen quá rồi. À, bây giờ còn đen hơn. Now he, Ron and Fred and George had just searched, à, had just reached the first floor landing on their on their way down to breakfast when Mrs. Weasley appeared at the foot of the stairs looking harassed. Cậu ấy Ron, Fred và George vừa mới đi đến cái bậc thềm cầu thang của cái tầng 1 trên cái con đường họ đang đi xuống để mà ăn sáng thì lúc đó bà Weasley xuất hiện ở cái chân cầu thang nhìn cái vẻ mặt nó đang làm sao nhờ bị khó chịu Đấy, khó chịu bởi vì harass thì đó là kiểu như chọc chọc vào đúng không cho ai đó nó nó cáu lên đấy tất nhiên từ này có những nghĩa khác của nó nhé nhưng mà đây là bị harass mọi người chơi game không <laughs> mọi người chơi game những cái game kiểu như liên minh huyền thoại ấy thì khi mà mình gọi là cứ ở chiêu thức vào đối phương đúng không thì nó gọi là harass đối phương mà. Đó, thì bạn nào chơi game thì chắc là biết cái trò đấy nhá. Harass nó đi đúng không? Gọi là dùng chiêu thức vào nó cho nó mất máu. <laughs> Tiếp theo, landing ấy thì đó là cái bậc thềm thường là kiểu bậc 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 um, trên cùng. Đấy, cái bậc trên cùng nhá. Rồi và first floor đúng không? Tức là cái bậc trên cùng của cái cầu thang mà dẫn đến tầng 1 á. Còn the foot như thế này tức là cái chân cầu thang rồi. Rõ ràng nhá. Arthur, she called up stair... À, she called up the stair staircase. Arthur, urgent message from the ministry. Anh ơi, anh Arthur ơi. Gọi chồng, bà gọi chồng này. Bà gọi lên cái cầu thang. Từ cầu thang lên. Anh ơi, có những cái tin nhắn khẩn cấp đến từ bộ pháp thuật urgent mà đúng không? Đấy, kiểu như là um, emergency uh, còn message ai biết rồi nha Các bạn hay nhìn cái từ này nhầm sang từ massage nhỉ? Massage, đấy, còn đây là message, nó khác nhau. Harry flattened himself against the wall as Mr. Weasley came clattering past with his robes on back to front. Harry này thì kiểu như dí người cậu ấy vào cái bức tường khi mà ông Weasley ông ấy loảng xoảng ông chạy qua cậu ta với cái um, cái áo choàng ông ấy mặc gọi là đang bị lộn từ trước ra đằng sau ừ. đấy thì cứ từ flat đó là mặt phẳng hoặc là tính từ của nó có nghĩa là bị phẳng Đấy và đây trong cái fladen như thế này tức là kiểu như nó, nó nó dí người của nó sát vào trong cái bức tường ấy đấy, giống như kiểu đang bẹp dí vào cái bức tường uh, clader thì tức là khi mà hai cái kim loại ấy, nó, nó đập vào nhau loảng xoảng được chưa? thì đấy nó gọi là clatter rồi ông ấy chạy qua loảng xoảng đi qua cậu ấy này back to front tức là kiểu như đằng sau nó lộn ra đằng trước đúng không? and hurdled out of sight và ông ấy vội vàng lao đi khuất khỏi tầm nhìn của Harry đấy, out of sight tức là kiểu biến mất nhá vanish còn hurdle tức là mình lao về một thứ gì đó mà nó rất là kiểu như tốc độ nhanh bàn thờ liều lĩnh ấy. Đấy nó gọi là hơi đầu. Uh, when Harry and the others enter the kitchen, they saw Mrs. Weasley rummaging anxiously in the dresser drawers. I've got a quill here somewhere. And Mr. Weasley bending over the fire, talking to... Um, khi mà Harry và những người còn lại trong nhà đi vào cái căn bếp, Đấy, thì họ nhìn thấy bà Weasley đang gọi là loạn quạng uh, cùa tay, đang cùa tay một cách đầy sốt sắng trong cái trong cái tủ kéo. Đấy, em nhớ rằng là em có một cái bút lông ở đây um, cơ mà đúng không? Kiểu như em có một cái bút lông đâu đó ở đây cơ mà. Đấy và ông Weasley thì ông đang cúi khom người gần với là cái đống lửa đang nói chuyện với một ai đó. À đúng rồi, mình không tìm ra tiếng Việt của nó. Tiếng Anh thì mình có thể hiểu được luôn đúng không? Mình có thể gọi là hình dung ra cái ngữ cảnh ngay cái từ rummage nhá ý của nó có nghĩa là kiểu tay xong rồi cùa quạng xong rồi là mò mẫm tìm đồ ấy thì đấy nó gọi là rummage ừ. rồi rummage và thường tức là tìm ở phía dưới nhá hoặc là kiểu như cái đáy sâu của nó ấy, thì đấy nó gọi là rummage còn nếu mà đơn thuần là bây giờ mình cùa tay sang bên trên cái mặt bàn đúng không mình tìm kính chẳng hạn đi thì tức là mình đang group for nó có trạng thái khác nhau đó for something ấy Thì đó là kiểu cua quạ một thứ gì đó Thường là phía bên ngang Còn rummage đó là phía dưới đáy Nha, yeah, Nó khác nhau đấy Anxious thì đó là lo lắng rồi, sốt sắng rồi Còn cái dresser drawers nha, yeah, Thì drawers đó là cái ngăn kéo Còn dresser tức là kiểu ngăn kéo gì nhỉ uh... Ngăn kéo tủ giày đúng không Hoặc là ngăn kéo kiểu như Tủ đựng đồ khâu vá gì đấy đó. Rồi còn từ Ben nhá Thì Ben đó là kiểu khom người thôi Cong lại bị uốn cong á um. Harry shut his eyes hard And opened them again To make sure that they were working properly Harry này nhắm chặt mắt lại Rất là Nói chung là nhắm chặt mắt lại này Và mở chúng ra một lần nữa để mà chắc chắn rằng Mắt cậu ấy còn hoạt động Một cách nó hẳn hoi Tức là kiểu chắc chắn rằng là vẫn nhìn rõ Đúng không? Vẫn nhìn kiểu thị lực 100% bởi vì nó đang nói chuyện với lửa Ông này ông đang nói chuyện với lửa Thế, <laughs> thế cho nên là kiểu Harry không tin vào mắt mình à. Mm. Amos Diggory's head Was sitting in the middle of the flames Like a large bearded egg Cái đầu của ông Amos Diggory này Thì đang Cái gì? Đang ở giữa cái ngọn lửa uh, Như là một cái quả trứng Mà có dâu rất là lớn Ừ, đấy, thì đây mình sẽ có là đang sitting in the middle of the flames, đúng không? Đang đứng ở giữa này của cái ngọn lửa flame. flame. Bearded, thì tức là nó nói trạng thái là có dâu, có beard. Đấy, còn quả trứng ở đây rồi. Trứng à, trứng à. Ờ... Uh, trứng cháo từ gì để mà mở rộng từ cái từ trứng này nhỉ chắc là kiểu nói về một người mà nấu ăn nó rất là vụng về ấy. đấy I can't even boil an egg, đúng không? Không thể nào mà luộc trứng được. Còn flames chắc là tình cũ, nó gọi là old flames thế thôi. Now it was talking very fast, completely unperturbed by the sparks flying around it and the flames licking its ears. Uh, cái thứ đấy, tức là cái đầu, cái đầu lửa đấy, nó đang nói rất là nhanh và nó hoàn toàn không bị phiền toái không bị kiểu ảnh hưởng bởi những cái um, từ từ bởi những cái tia lửa bởi những cái gọi là cái gì nhỉ một cái cái đốm lửa bởi những cái đốm lửa mà nó nó bay xung quanh nó lượn lờ xung quanh cái đầu đấy và kể cả khi mà ngọn lửa nó đang uh, bao trùm lấy cái đôi tai của cái đầu đó, anh có biết cuốn sách nào tiếng anh chưa có bản dịch không sách tiếng anh chưa có bản dịch á thế thì nó đầy nó nhiều lắm à bởi vì ví, ví dụ đi tìm một cái à chưa có bản dịch á ờ à, nếu thế thì 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 em phải biết về văn học của của nước ngoài cơ thì mới tìm được đúng không nói chung anh, anh, không biết đâu thường ấy bởi vì mình đã đọc một cái cuốn gì đó trong tiếng việt uh, từ 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 nhỏ ấy xong rồi mình tìm cái phiên bản tiếng anh của nó để mà mình đọc lại ấy, mở rộng vốn từ thì lúc đấy nó 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 dễ dàng hơn để mà mình có thể tiếp nhận cái từ đấy bởi vì mình quen với cái văn cảnh rồi mà nào unperturbed thì khi mà mình perturb một ai đó ấy, thì tức là mình kiểu như là đang 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 khiến cho người ta mất tập trung nhá mình disturb người ta ấy. Đấy chưa? thì đây là unperturbed hai từ khá là giống nhau không bị ảnh hưởng spark khi mà chúng ta kiểu như hàn điện á, um, thợ hàn đấy người ta dí cái mũi lửa điện vào cái kim loại đúng không thì nó tóe ra những cái um, những cái vệt lửa như thế thì những thứ đấy nó gọi là những cái spark đó spark tia lửa điện uh, licking thì chắc chắn rồi là liếm đúng không ừ cái gì nhỉ cái từ spark này này nó còn có nghĩa bóng nó nói về những cái um, kiểu như um, chemistry giữa hai người cái tình tứ giữa hai người ấy. được chưa ví dụ như cái cuộc gặp mặt này it's gonna it's gonna kindle some sparks between them nó sẽ kiểu như nhói lên nhóm lên những cái đống lửa giữa hai họ giữa hai cái người này từ rất hay lick à nói lên lưỡi môi lưỡi các thứ đúng không thì từ từ mình à, mình có một cái cụm rất hay nhá giới thiệu luôn cho mọi người đi đó đó là give somebody some some lip đó, give somebody some lip không phải là hôn ai đó đâu lip là cái đôi môi ấy. thì ý của nó có nghĩa là kiểu nói sức sược với lại người người khác Đây, nói sức sược với người khác hoặc là kiểu như là không nghe lời xong rồi bật lại mắng chửi lại lớn tiếng lại với người khác mà đáng lẽ ra chúng ta phải kính trọng người ta đấy thì nó gọi là give somebody some lip dậy offline không á à? hiện tại thì không em ạ còn ears nhỉ tai thì à bây giờ nhá bây giờ mình giới thiệu ears đúng không ears đang nói tai mũi mắt họng gọi là đủ các bộ phận trên người đi Đấy, tôi là một người mà luôn luôn lắng nghe người khác. Đó, đúng không? I'm gonna let you bend my ears. Bend my ears. My ears. Đúng không? Đấy, hoặc là kiểu đừng ngần ngại, hãy luôn luôn bend my ears whenever you need. Đó, thì nó có nghĩa là cái gì? Bend là bẻ cong, vậy thì ý của nó có nghĩa là tôi luôn luôn sẵn sàng nghe những cái câu chuyện của bạn, đúng không? Đấy, nghe những cái thứ gì mà bạn muốn uh, nói. Sẵn sàng lắng nghe đây Bend my ears I'm gonna let you bend my ears uh, Rồi, đó, những từ như thế mở rộng nhé Tiếp theo này, muggle neighbors heard bangs and shouting So they went and called those Called those What you call them the, What you call them Please men Arthur, you've got to get over it You've got to get over there những cái người hàng xóm mất gồ, những người kiểu như là người không có phép thuật ấy Thì nghe thấy những cái tiếng nổ và những cái tiếng hét Bang, tóc mái hoặc là cái tiếng nổ và những cái tiếng hét này Thế cho nên họ đi đến và gọi những cái um, What you call them? Ý của nó có nghĩa là Đây này Nếu nhá, một cái từ mà mình không biết Nó được uh, phát âm như thế nào ấy đấy hoặc là kiểu như mình 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 không bật ra được cái từ đấy ấy. thì người nước ngoài người ta luôn luôn có những cái những cái, cái cái, cái kiểu feature như thế này để mà lấp liếm nó đó cái thứ mà mình không biết cái tên gọi của nó không biết cái từ tiếng anh của nó thì có thể được gọi là cái thingy cái thứ đấy cái gì bend my ears có sử dụng natural trong ielts speaking không quá là ngon đấy chứ dùng rất là ok cái thingy tức là cái thứ đó Cái thứ mà đơn thuần mà em không biết cái tên của nó là cái gì Cái từ tiếng Anh của nó là cái gì Đơn thuần mình bảo là cái đấy đấy <laughs> Cái đấy Cái đấy đấy Đúng không? xong rồi nó còn có cái từ đó là what uh, Cái gì nhỉ? What you, what you call it Đây là what you call it Có là cái thứ Cái thứ đấy đấy Mày gọi nó là cái gì cũng được đúng không? mà call it Thì đây này What do you call them? Có nghĩa là mình không, cái ông kia kìa ông không biết cái từ để mà gọi những người không có phép thuật. Thế cho nên ông dùng cái từ này. Đấy, policeman. Đấy, policeman. À, mình hiểu rồi. Đó là gọi cảnh sát. Đấy, gọi cảnh sát, police đúng không? À, call the police. Nhưng mà bởi vì ông này, người người uh, trong thế giới phù thủy không biết cảnh sát là cái gì. á Thế cho nên là mới dùng cái từ này này. Cái thứ đấy đấy, đúng không? Arthur, ông phải đến cái vị trí đó, đến cái chỗ đó đi. Đến cái hiện trường đi. Ừ. Rồi nha, xong. Tiếp theo đi. Here, said Mrs. Weasley breathlessly, pushing a piece of parchment and a bottle of ink and a crumpled quill into Mrs. Weasley's hands. À, Mr. Weasley's hands. Đây, bà vợ nói, giọng hồn hển này, và đẩy một cái miếng giấy ra, một cái lọ mực, và một cái bút lông làm sao nhỉ một cái bút lông mà nó kiểu như tức là cái đầu lông của nó ấy, bị gọi là quấn quéo vào với nhau đấy bị quấn quéo vào nhau tức là cái bút lông này nó không có hoàn chỉnh đâu nhìn nó không phải là kiểu mới đâu được chưa vào trong tay của ông Weasley đây mình sẽ có từng từ như thế này breathless đấy, một có nghĩa là cái cảnh tượng nó đẹp quá nó khiến cho chúng ta kiểu như hấp hồn bị hấp hơi ừ. Đấy thì gọi là breathless Thứ hai đó là kiểu mình thở không ra hơi Đấy, mệt quá, hổn hển uh, Parchment nó giấy da này Ink, mực, ai anh biết nhá Và crumple, tức là một cái giấy nó bị vo viên lại Nhưng mà đây là cái quill Thế cho nên không thể bảo là một cái quill bị vo viên được Mà nó phải gọi là Đúng rồi, bút nó bị tòe <laughs> Bút nó bị tòe Ok, bút nó bị tòe It's a real stroke of luck, stroke of luck, I heard about it. It's a real stroke of luck, <laughs> stroke of luck, I heard about it, said Mr. Diggory's head. I had to come into the office early to send a couple of owls, owls. And I found the improper use of magic lot all setting off. If reader Scatter gets hold of this one, Arthur, Đó thực sự là một cái may mắn đấy, mà tôi nghe được cái điều này trước. Đấy chưa? Tôi nghe được cái điều này trước Cái stroke of luck này này, Stroke of luck Nó có nghĩa là um, Tức là nhiều cái sự may mắn đến trong cùng một cái đợt Thì đấy nó gọi là stroke of luck Nha Nó giống kiểu vào cầu <laughs> Được chưa? Một lần gọi là may mắn thực sự Đây thì nó ý của nó như thế nó Thực sự là một cái sự may mắn Tiếp theo uh, Tôi cần Tôi đã phải tới văn phòng rất sớm để mà gửi một vài những cái con cú, đó, a couple of, đây, một vài những cái con cú gửi thư đi này. Và tôi đã tìm thấy, tôi đã, tôi đã thấy um, uh, cái đám bên, từ từ tôi đã thấy cái đám bên phòng ban um, sử dụng sai trái phép thuật bắt đầu chuẩn bị để mà đi đến cái hiện trường rồi đấy nếu như mà cái bà reader skidder ấy biết được cái tin tức này ấy, arthur thì nó sẽ là một cái thứ gì rất là thảm họa đúng không ừ thế đây nhá rất may mắn là tôi đã nghe về cái vụ này tôi đã phải đến văn phòng rất là sớm để mà gửi thư từ và tôi thấy rằng là cái đám bên phòng ban kia kìa đám bên cái bộ phận bên kia kìa nó đã gọi là tất cả đi rồi đây mình sẽ có những từ i found tức là kiểu như tôi nhận thấy là tôi thấy improper tức là không hoàn chỉnh, không đúng đắn, không hẳn hoi và use tức là cái mục đích sử dụng. Đó, những mục đích sử dụng không đúng đắn của phép thuật. Cái lot ở đây thì tức là nó nói về cái đám người ấy. Cái đám người và set off tức là bắt đầu đi. Uhm. Get hold of something thì tức là có được cái thứ đấy trong tay mình. Biết được nó. Không? Rồi thì đó. Mình đang định nói với mọi người một cái cụm mà nó khá là giống cái từ này. Đây là cái bà nhà báo mà cái bà nhà báo bà 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 chuyên chuyên môn nó gọi là kiểu bad mail mọi người ấy, nói xấu mọi người ấy. mình đang nói định định giới thiệu cho mọi người một cái cụm từ nó gọi là vào cầu nào không phải là kiểu lô đề hay là gì gì đâu nhá ý của nó <laughs> có cái nào kiểu may mắn nó đến liên tiếp ấy Để là những cái thứ mà nó thuận buồm xuôi gió với mình đến liên tiếp ấy đấy thì mình có thể bảo là à am on a roll I'm on a roll đúng kiểu tao đang vào cầu á on a roll đây nó diễn đạt như thế này này được không đang đang may mắn đúng không finally things are getting my way à, có thể diễn đạt như thế nữa nhưng mà đây on a roll này cái cụm này rất hay đang vào cầu nha rồi tiếp theo đi what does mad I say happened asked mr weasley unscrewing uh, the ink bottle loading up his quill and preparing to take note uh, ông uh, mad eye ông mắt điên ông đã nói từ ông ông Matt Ai nói chuyện gì đã xảy ra vậy được chưa ông này ông ấy báo cáo lại những chuyện gì đã xảy ra vậy này ông Weasley hỏi và ông ấy mở cái nắp lọ mực ra bơm mực và cái bút lông của ông ấy và sau đó chuẩn bị để mà take note để mà tốc ký đúng không thì mình sẽ có là unscrewing á đầu tiên đó là screw đó là một cái trạng thái xoắn xoắn nhá và nếu mà unscrew tức là kiểu vặn cho nó ra chưa? và in bao đồ đó, lọ mực rồi anh biết rồi eh, load up thì load tức là kiểu tải lên cho nó kiểu như có hàng ấy. đấy và đây là load up nạp đạn hoặc là nạp mực vào take notes nha trẻ con nó không biết là ghi chú uh, mr Diggory's head rolled his eyes says he heard an says he heard an intruder in his yard says they were creeping towards the house but they were ambushed by his dustbins ambushed by his dustbins, dustbins. À, rồi cái đầu ông Diggory này thì kiểu như uh, mắt nó đảo, nó đảo mắt một cái thể hiện cái sự ui rồi chán trường ấy. Nhắc cái từ roll này tức là đảo mắt này thể hiện sự chán trường nha. Ông ta nói rằng ông ấy nghe thấy ông ông ấy nghe phong phanh thấy cái vụ việc này đó là một người đột nhập vào trong cái sân vườn, sân nhà. Nói rằng là họ gọi là họ họ lén lút đi về phía căn nhà từ cái sân vườn đấy nhưng mà họ bị Ambushed từ từ bị 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 mai phục nhá bị phục kích bởi những cái thùng rác của ông ta ờ, tức là bị tấn công đó bị tấn công bởi những cái thùng rác những thùng rác intrude thì đó có nghĩa là kiểu như mình xâm lấn vào mà không có cái sự cho phép của người khác intrude ừ. creep Creep thì đó là những người mà nó rất là rùng rợn Và nếu ở dạng động từ như thế này Thì tức là bước gión rén đúng không Đang rình mò về phía cái căn nhà này Ambush Thì nó có nghĩa là kiểu nấp ở trong bụi Đó nấp ở trong bụi xong rồi trực chờ Con mồi đến sổ ra Đấy, Thì nó gọi bị mai phục nha Dustbin thì đó là thùng rác rồi Sau ừ. so, What did the dustbins do? Asked Mr. Weasley Scribbling frantically những cái thùng rác đấy nó làm nó đã làm những thứ gì? Đúng không? Những thùng rác đấy đã làm gì vậy? Ông Weasley nói và viết ngoáy trên cái uh, tấm giấy ra một cách điên cuồng. Take note một cách điên cuồng luôn. Thì Scribble ấy, nó có nghĩa là kiểu viết nhanh. Viết nhanh và thường tất nhiên chữ xấu rồi. Đúng không? Nó gọi là kiểu viết đảnh uh, uh, đoảnh đoảng hay kiểu thế. Scribble nhá. Viết rất nhanh. Còn frantic thì đó là cái trạng thái nó gọi là điên cuồng. Nó hơi bị 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 bị, uh, bị loạn một chút. Đó, cuống cuồng đúng rồi cuống cuồng điên cuồng hỗn loạn uh, thì đấy nó gọi là frantically made one hell of a noise and fire rubbish everywhere as far as I can tell you thì cái thùng rác những thùng rác đấy này nó gây ra những tiếng ồn rất là lớn và nó làm sao uh, bắn ra những cái rác rưởi ở khắp mọi nơi theo những từ từ đó là tất cả những thứ gì mà tôi có thể nói với ông đúng không? As far as I can tell, tức là as far as I can tell, theo những thứ gì mà tôi biết. Um, hell of a noise, thì khi mà nó dùng từ hell of như thế này, tức là nó nhấn mạnh thôi. Đó, nhấn mạnh theo kiểu là đúng là, đúng không? Nó gây ra những thứ mà kiểu vô cùng là là, là đáng kể. Đấy thì hell of, nha, nó cộng một danh từ. Ví dụ ấy, mình bảo rằng là cái chuyến đi này nó sẽ rất là vui đấy đó it's gonna be hell of a trip, đó, một cái cách dùng rất là đơn giản thôi hell of cộng với lại một danh từ nhá the hell of hell of a trip đúng không một cái chuyến đi ui, vui lắm đấy fire thì đó là kiểu lửa nhưng mà ở dạng động từ tức là bắn ra ví dụ bây giờ cái khẩu súng này nó bắn này thì tức là nó fire đúng không và rubbish đó là rác rồi Said Mr. Dickory apparently one of them was still rocketing around Rocketing around when the policeman turned up, có vẻ là một trong số những thùng rác nó vẫn đang uh, nó vẫn đang bắn rác ra khắp mọi nơi khi mà cảnh sát đã xuất hiện. Mm. Apparently đúng không? Ý của nó nghĩa là kiểu seemingly có vẻ cái cái việc cái việc đấy nó như vậy. Um, rocket thì bình thường ấy nó là cái quả tên lửa nghĩa bóng của nó nhé thì tức là tăng rất là nhanh phi lên tất nhiên trong cái văn cảnh này thì nghĩa của nó có nghĩa là đang bắn ra bắn điên cuồng luôn đấy đúng không bắn điên cuồng những cái rác rưởi ở khắp mọi nơi này please man thì đó là the police cảnh sát đó. nhưng mà ông ấy không biết cái từ đấy nó đọc như thế nào trong 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 tiếng anh đúng không thế cho nên ông ấy dùng từ please man như thế này Mr. Weasley groaned, groaned. And what about the intruder? Ông Weasley thì ông ấy gọi còn... là Ôi giời ơi. ông ấy đấy ông ờ uh, uh, từ 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 nên dịch như thế nào nhỉ? Ông ấy um, ca ca thán à? Dên dỉ kiểu thế kiểu ui rồi ơi đấy. Thì đúng rồi, dên dỉ nhá. Ý của nó là như thế. Mọi người phải hiểu ở đây là không là là ông ấy uh, ui rồi kiểu thế. Đó mình không biết nên tìm tiếng Việt như thế nào được thế còn cái thằng intruder thì sao cái thằng gọi là người đột nhập thì sao Arthur you know Mad Eye said Mr. Diggory, Mr. Diggory's head rolling his eyes again Arthur ông biết ông Mad Eye như thế nào rồi đấy cái đầu của Mick cái đầu của ông Diggory nói tiếp nha và lại gọi là uh, xoay mắt một lần nữa này someone creeping in someone creeping into his yard and at the dead of night more likely there's a very Uh, shell-shocked cat wandering around somewhere, covering <laughs> bắt đầu ngào ngáo rồi đấy. Sorry đọc lại nha. Someone creeping into his yard at the dead of the night, more likely there's a very shell-shocked cat wandering around somewhere covered in potato peelings. Ai đó mà kiểu lẩn vẩn, rón rén xung quanh cái khu vườn của ông ấy, cái cái sân nhà của ông ấy này ở cái um ở cái gọi là cái thời gian nửa đêm. Cái tình thế ở đây giống hơn có khả năng nó giống hơn là một cái từ, từ từ. More likely dịch ở đây rất là khó nhá, nhiều khả năng là có một cái con có một cái con mèo shell shocked. Nói chung là có một cái con mèo, nhiều khả năng nó là một cái con mèo lẩn vẩn xung quanh ở đâu đó thôi. Được um, bao phủ xung quanh nó trong cái vỏ khoai tây. Chứ không thực sự phải là một người đột nhập đâu. Đấy chưa? Đấy, cái câu này nó hơi khó hiểu một tí. Đấy. Um... Tức là ông này, ông ấy hơi kiểu như là điên điên. Thế cho nên là bây giờ ông bảo rằng là một người đột nhập vào. Nhưng mà nhiều khả năng này. More lightly, nó là một cái con mèo thôi. Nó đang lởn vởn xung quanh ở đâu đó. Ok, bắt đầu nha. Từ creep. Đó là kiểu rón rén đúng không? Đi một cách nó lén lút. At the dead at the dead of night thì đó là kiểu như ở cái thời gian mà kiểu như không ai ra đường nữa và buổi tối. Thì tức là qua 12 giờ đêm. À, và tiếp theo shell shock này thì mình không biết lắm. Nhưng mà wander around ấy thì đó là đi lẩn vẩn không có mục đích. Somewhere tức là ở nơi nào đó này. Trạng từ covered mệnh đề quan hệ rút gọn, bị động đúng không? Được bao phủ, được bao trùm, được bọc bên ngoài. Peel thì đó là kiểu lột cái lớp bên ngoài ra, gọt vỏ và peeling chính là vỏ. Vỏ khoai tây. Rồi shell shocked là shell short. À nó có nghĩa là kiểu như um, bị 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 uh, choáng váng một cái con mèo nó gọi là đần đần đúng không? Con mèo mà nó kiểu ngáo. Đúng rồi, shell shock ở đây bị ngáo đi, có thể hiểu là bị ngáo. Tiếp theo. Bận But if the improper use of magic lot Get their hands on Mad-Eye He's had it Think of his record We've got to get him off on a minor charge Something in your department What are exploding those bins worth Nhưng nếu mà cái bọn um, Cái bọn bên um, sử dụng Sai trái phép thuật Mà nó có Mà nó đụng vào ông Mad-Eye Thì ông xong rồi đấy Đấy đụng vào ông đấy thì ông xong rồi đấy hãy nghĩ về cái gọi là tiền án tiền sự của ông ấy mà xem đó nghĩ về những cái gọi là cái các cái vụ lịch sử trong uh, quá khứ của ông ấy mà xem chúng ta phải giải cứu ông ấy từ từ get him off ở đây có nghĩa là kiểu như giúp ông ấy đúng không giúp ông ấy và đưa cái tội danh nó về một cái thứ gì mà nó gọi là nhỏ nhặt thôi minor charge ở đây tức là kiểu như tố cáo bởi vì những thứ mà nó không có đáng kể nó minor đấy và đây là một cái thứ gì đó mà nó thuộc bộ phận của ông đấy. Um, những cái thùng rác mà nổ tung thì nó xứng đáng bao nhiêu? Đúng không? Hoặc là kiểu ý của nó có nghĩa là kiểu nó 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 đáng bị cái tội danh gì? đấy. Might be a, co uh, a, a caution. Tức là chỉ là một cái sự cảnh cáo thôi. Uh, said Mr. Weasley still riding very fast? Ông ấy vẫn viết rất là nhanh, đang gọi là take note rất là nhanh trên cái tầm giấy da của mình này. His brow, his brow furrowed. Cái cái chán của ông ấy thì nhăn hết cả lại. Đó, cau hết cả, cả, cái cái chán lại. Rồi, bây giờ mình nói từng từ ở đây nhá uh, improper tức là không hoàn chỉnh đúng không? Những thứ gì mà nó không chính chuyên, không đàng hoàng. Lot, đó là cái đám người, tức là cái đám bên phòng ban bên kia kìa. Get their hands on Tức là kiểu động tay vào nha Tóm được cái ông đấy He's had it Ở đây ý của nó có nghĩa là xong rồi đấy Đây cái tới số rồi đây đúng không His numbers up Hoặc là kiểu như là uh, He's done He's done nha. Yeah. Record ở đây đó là những cái thứ mà nó ghi chép lại trong quá khứ của ông ta mm. Minor charge Thì khi mà kiện tụng á Kiện tụng hay là tố cáo thì nó dùng từ charge này khi mà nói về kiểu như đưa đưa nhau ra tòa nha um, hết rồi exploding dustbin đúng không những cái thùng rác mà nó có thể nổ tung được thì nó worth cái án gì caution đó là một cái cái lời nhắc nhở cảnh cáo này ok cái brow furrow này tức là cái cau mày lại đúng rồi chính xác nha cau mày lại uh, matt i didn't use his wand he didn't actually attack anyone Ông Mad-Eye không, không có sử dụng cái đũa thần của ông ấy đấy chứ. Ông ấy không có thực sự là tấn công bất cứ một ai đấy chứ. Albert mm. he leapt out of bed and started jinxing everything he could reach through the window, said Mr. Diggory, but they'll have a job proving it. There aren't any casualties. There aren't any casualties. Tôi kể với ông là hắn ta, cái ông, ông Mad-Eye, ấy. ông ấy nhảy cẫng ra khỏi giường và bắt đầu ếm bùa mọi thứ mà ông ấy có thể với tới được qua cửa sổ của mình. ờ, <laughs> uh, từ từ. Cái ông mát ai này mình có thể dùng một cái từ gì mà có thể miêu tả ông ta được nhỉ? Kiểu như là highly vigilant đúng không? Ông cảnh giác vô cùng. Uh, một cái từ này vigilant. Vigilant. Luôn luôn kiểu như dè chừng mọi thứ nhá. Rồi là không có từ gì mà kiểu xuồng xã trong văn nói nhỉ để mà nó nói rằng ông này ông ấy gọi là bị 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 quá ấy overdo things đúng không ông ấy hơi bị 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 dỗi hơi một chút ừ. nào đây nhá left thì đó là cái quá khứ từ leap đó nhảy vọt ra jinx ám quẻ đứa ám bùa xong rồi là kiểu như phù phù phép cho người nào kiểu gặp cái vận xấu ấy đó thì nó gọi là jinx ừ. Uh, they have a job proving it. Tức là họ sẽ cần phải gọi là rất là vất vả để mà chứng minh cái điều đó này. Không hề có bất cứ một cái thương thương thương, thương vong nào. Casualty. Đấy, đó là những cái kiểu như là thương vong um, có trong cái tai nạn đấy. Casualty. Alright, I'm off. Said, uh, Mr. Weasley said, and he stuffed the parchment with his nose on with with his nose on it into his pocket and dashed out the kitchen again. Thôi được rồi, tôi đi đây. Ông Weasley nói và ông ta nhét cái tấm giấy ra với những cái ghi chú của ông ấy ở trên đó vào trong cái túi của mình. Và sau đó thì phi ra khỏi cái căn bếp một lần nữa. Cái từ off ở đây nha, thì nó có nghĩa là kiểu đi đấy. Đi đó. Uh, đi, đi, rời đi. Ừ nói chung là từ này nó có nhiều nghĩa lắm nhé, something's off có nghĩa là kiểu mọi, mọi thứ nó không đúng cái trật tự của nó, có thứ có thứ gì đó bất thường ở đây, something's off. Ừ. stuff danh từ là đồ đạc linh tinh ở dạng động từ tức là um, nhồi nhét, nhồi nhét nhé. nhét nó vào á. notes đúng không là cái ghi chú thôi, cần cái từ dash này này tức là phi rất là nhanh nhá chạy rất là nhanh. Đồ đạc linh tinh à À stuff này Rồi là uh, miscellaneous things này Rồi là có thể sử dụng cái từ sundries Sundries Đó đồ đạc linh tinh đó Được chưa đồ đạc linh tinh lặt vặt á Mr. Diggory's head Looked around at Mrs. Weasley Cái đầu của ông này nha Thì nhìn xung quanh vào cái bà Weasley Sorry about this Molly It said more calmly Bothering you so early and everything But Arthur is the only one who can get Mad-Eye off. Mad -Eye off. And mad -Eye supposed to be starting his new job today. Why he had to choose last night? Xin lỗi về cái chuyện này nhé, Molly. À, cái đầu nói này. Và cái giọng của nó điềm tĩnh hơn. Nó nói câu tiếp theo. Làm phiền cả nhà vào cái khoảnh khắc nó sớm như thế này. Và những cái thứ đi kèm. Cái, thực tế ra cái end everything này, này đấy chẳng qua đấy là một cái thứ nó đưa vào để cho thuận miệng người nước ngoài người ta nói thôi đúng không đấy, sorry about this and everything uh, những thứ liên quan nữa đúng không nếu có Nhá, nếu có đấy vì vậy cho nên nó end everything này uh, nó đưa vào còn bother tức kiểu khiến cho ai đó bận tâm rồi làm phiền người ta đúng không hoặc là kiểu impose impose nhá impose từ này hay lắm đó có nghĩa là cái chỗ đấy nó đang bình thường đúng không tự nhiên mình xen vào xong rồi tự nhiên mình khiến cho người ta bị phiền mình phiền người ta quá impose i don't want to impose đúng không tôi không muốn làm phiền mọi người đâu um... nhưng arthur là cái người duy nhất có thể gọi là cứu cái ông madai trong cái vụ này và ông madai uh, vốn dĩ đáng lẽ ra phải đang bắt đầu cái công việc của ông ấy ngày hôm nay cái công việc mới của ông ấy ngày hôm nay. supposed to kiểu đáng lẽ ra hoặc là vốn dĩ đúng không? Tại sao ông ta phải chọn cái buổi tối hôm qua để mà gây sự nhỉ? Never mind, Amos, said Mrs. Weasley, "Sure you won't have a bit of toast or anything before you go?" Thôi đừng có bận tâm đúng không? Không có không có gì đâu. Amos. Bà Weasley nói, chắc chắn rằng là ông không có ăn uống gì trước khi ông đi rồi, có đúng không? đấy cái won't half ở đây tức là không có này a bit of toast toast là cái bánh mì nướng người ta ăn sáng á Đấy chưa thì đây chắc chắn là không ăn gì rồi đúng không oh go on then said mr Diggory hả oh go on then à rồi hiểu rồi vậy thì tức là ông này bảo ừ thôi được rồi tiếp tục đi vậy thì tiếp tục đi à tiếp tục đi đúng không go on tức là kiểu như ok cứ cứ um... Cứ, cứ, cứ làm đi. Mrs. Weasley took a piece of butter toast from a stack of uh to the, from a stack on the kitchen table, put it into the fire tongs and transferred it into Mr. Diggory's mouth. À tức là kiểu như lấy một cái mẩu này, bánh mì phết bơ từ cái chồng trên cái bàn ăn ở trong bếp. Đưa nó qua cái 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 cái, cái, cái chọc lửa và chuyển nó vào trong miệng của ông Diggory tức là kiểu đút cho ông ấy ăn cái bánh mì đó đó vì vậy cho nên ông bảo go on tức là ok vậy thì làm đi đúng không làm đi cho tôi ăn đi rồi butter như thế này tức là đã được phết bơ nhà đã được phết bơ stack thì đó kiểu chồng mà nó xếp lên nhau á cứ giữa khá là giống từ pile Nha từ pile nhưng mà cái từ stack này ấy, thì ý của nó có nghĩa là những thứ mà có thể rút lõi ra rút ở giữa ra thì nó dùng từ stack đấy Thăng nha, thì ý của nó là cái chọc than đó. Ừ, Và transfer tức là chuyển từ vị trí này sang vị trí khác Transfer ừ. ờ, Có lẽ là đến đây thôi nhỉ 12 giờ rồi đây thì mình sẽ Đọc từ 10 rưỡi cho đến 12 giờ nhá Thì uh, ngày mai chúng ta lại tiếp tục ừ. Các bạn có thể um, theo dõi mình Qua cái trang Trang chính đúng không trang, trang chính ở trên phở bò ấy Ở đây mình chia sẻ rất là nhiều tài liệu miễn phí này rồi là kiến thức uh, tiếng Anh này, phương pháp học này. Uh, các bạn có thể theo dõi mình chính hoặc qua đó. Xem lại livestream thì lên đây. Yeah. Uh, livestream này nó là cái livestream thứ 30 trong cái series đọc tập 4 rồi đấy. Mình nghĩ là cái series đọc tập 4 này nó có thể sẽ đến tầm khoảng 140 buổi cơ. Dự tính là như thế. Đấy, thế cho nên nó sẽ là một cái hành trình rất 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 dài bởi vì cái cuốn này nó là cái cuốn mà dài nhất trong cái bộ Harry Potter mà à, thế thì uh, mọi người nếu mà có thể kiên trì được ấy đi đến cuối con đường với mình ấy đảm bảo rằng là tiếng Anh không không ít thì nhiều có thể lên được ít nhất là một band trong IELTS nha những bạn tầm khoảng band đang 6 rưỡi đổ xuống ấy hoặc là band 7 đổ xuống ấy chắc chắn có thể lên được ít nhất một band đó đấy rồi thế thì mọi người uh nhớ nhá nhớ có thể kiểu kiểu follow mình cái trang này nhá và tương tác được không đấy và...